với chủ đề Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 vừa khai mạc vào sáng qua. Là hội chợ du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam, hội chợ năm nay đón tiếp 700 nhà lãnh đạo thuộc các tổ chức doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong ngành du lịch đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là sự kiện hứa hẹn sẽ giúp các đơn vị hoạt động trong ngành du lịch tiếp cận được những sản phẩm, mô hình kinh doanh mới để đón đầu làn sóng du lịch bền vững. Hội chợ thu hút 480 đơn vị tham gia triển lãm, trong đó gian hàng trong nước chiếm 77%, gian hàng nước ngoài chiếm 23%. Có tổng cộng 220 người mua quốc tế đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự kiến thiết lập hơn 10.000 cuộc hẹn thương mại B2B, tạo điều kiện cho việc kết nối mạng lưới, đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác trong tương lai. Với chủ đề Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai, trong 2 ngày, từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 9, hội chợ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị trong nước và quốc tế, tổ chức 9 hội thảo, diễn đàn chuyên sâu nhằm mang đến những góc nhìn sâu sắc, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn để đưa ra các giải pháp thiết thực, đề xuất các chính sách, chiến lược hiệu quả nhằm góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Cũng nằm trong khuôn khổ của hội chợ, chương trình Ngày hội người tiêu dùng dành cho công chúng vào ngày 7 tháng 9 sẽ mang tới chương trình kích cầu mua sắm du lịch từ các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ hàng không. Khách hàng có cơ hội mua tour, đặt dịch vụ với mức giá ưu đãi nhất, giảm sâu nhất trong năm.